tắt loa. Đấy, anh em này, nhìn độ sáng này, dã man thật. Đây là cái con máy chiếu các bạn ạ, của hãng Bicoop. Đấy, cái mã của nó là Bicoop Extreme Gen 2. Thì mình cứ gọi là Bicoop 2 cho nó ngắn các bạn nhá. Modem Extreme Gen 2 này, dã man. Con này nó dùng cái nguồn 36V và 3,3A. Ok. Đấy, con này nó cực kỳ là nặng luôn. Hàng này nó mới ra mắt ngày mùng 10 tháng 10 à mùng 10 tháng 8 vừa rồi, tức là tính đến ngày hôm nay mình quay video, nó là mới ra mắt được 4 ngày thôi các bạn ạ. Và mình thấy cư dân mạng gọi như là sốt xình xịch với lại cái hàng này luôn. Bởi vì là giá của con này chỉ có 6 triệu hơn, hoặc là 6 triệu 6. Mình nhớ không nhầm nó là 6 triệu 6 mà các bạn ạ. Tí mình sẽ show tính năng cho nó, anh em xem anh em sẽ giật mình luôn. Đấy. Thôi thì chẳng linh tinh liên thuyên nữa nhá, cho anh em xem qua cái bên ngoài để cho đi vào với ông bà ông vải luôn anh em nhá. Vào đến ai chứ vào đến tay anh thợ điện thì chỉ có trần chuồng như nhộng hết. Đây anh em này. Đó, máy chiếu có cả màn cộng hưởng này, cái này để nó tăng âm trầm các bạn ạ. Và cái đôi loa của nó lên đến 20W cơ. Không ngờ luôn đấy các bạn ạ. Nói chung là cấu hình mình đấy, thấy anh em đánh giá cái cấu hình cái con này ấy. Nói chung là những thứ được trang bị trên con này, trên cái tầm giá của nó là vô địch hiện tại luôn anh em ạ. Cái thứ nhất là anh em ơi, cái chân này này, cái chân nâng hạ máy chiếu này, nó là chân điện. Anh em thấy kinh khủng tởm chưa? Cái điều này mình chưa thấy ở trên con máy chiếu nào luôn. Đây, chỗ này nó có một cái chân nâng hạ để nó nhấc cái con máy chiếu này lên đấy các bạn ạ. Và cái chân này nó điều khiển bằng điện, nó thò ra thụt vào như này này. Bằng điện. Cái thứ hai là màn cộng hưởng này, cái thứ ba là loa 30W này, cái thứ là độ sáng 850 Anti-Lumen. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Và còn một cái nữa các bạn ạ. Nó cái con chuột này này, nó là chuột bay. Nó là chuột bay anh em ạ, chứ không phải là anh em điều hướng cho nó bằng 4 vín điều hướng này đâu, mà nó sẽ là chuột bay, nó giống trên TV của LG các bạn ạ. Cái này chúng ta điều khiển nó cực kỳ là tiện luôn. Rồi, thôi chẳng linh tinh liên thuyên nữa nhá. Mình sẽ cho nó đi với ông bà ông vải luôn. Đấy, à đây anh em này, cái con này vẫn có cả cái tính năng là auto focus này, nó chỗ này nó có một cái camera, nó tự bắn ra cái khoảng cách để nó tính ra cái tiêu cự phù hợp cho cái màn chiếu này anh em này. Đấy. Ok, như kiểu bây giờ nó là cái tiêu chuẩn rồi sao ấy. Cái giá của cái con này nó là 6 triệu gọi là 6 triệu 6. Anh em xem liên kết mình để trong phần mô tả nhá. Thì nó ngang tầm với lại Xiaomi Wanbo T6 ngày xưa mình cũng mua bên Banggood 6 triệu 6. Ngang tầm giá, nhưng mà cái con Xiaomi Wanbo T6 là không đủ tuổi so với con này. Chân thì không có vít mà vít nó lại giấu ở dưới này cơ bạn. Rất là oái oăm luôn, buồn cười thật đấy. Đây, cái giấy thông số của nó 100% là tiếng Việt các bạn nhá. Đấy, sản phẩm này được phát triển bởi Việt Nam, người Việt Nam mình nhá các bạn nhá. Đây, vít nó đây này. Tháo ra nhá. Đây các bạn ơi, cạy chán cạy chê ra thì nó mới bắt đầu là nó không ra được. Thế cuối cùng là lột cái thằng này ra các bạn này. Đấy, mình không phải là người lắp cái thằng này vào nên mình cũng tháo ra phải tìm cách các bạn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong đây này. Lột cái miếng của dán của nó ra nhá. Đấy. Nó ra được cái mặt trước các bạn này. Các bạn thấy chưa? Hơi oái oăm rồi. Ui dồi ôi anh em ơi, vãi cả trường cái hệ thống của nó luôn. Ui ủa, bên trong nó làm này thì biết nào đọ được. Đây là quạt tản nhiệt này. Quạt tản nhiệt dùng cái fan của máy tính luôn các bạn này. À đây các bạn ơi, cái chân này, cái chân thụt ra thụt vào các bạn này, nó có motor luôn. Động cơ này là động cơ bước luôn các bạn này. Thế này nó cho cái độ cao chính xác luôn các bạn ạ. Đấy. Ôi, theo cái điều chỉnh len, motor điều chỉnh len cũng đủ động cơ bước. Má nó chơi toàn hàng xịn này thì bên nào đấu lại được. Đấy. Ok. Đây này, cái camera bắn tốc độ của nó này này. Anh em đi lái ô tô nhá, nghe cái camera bắn tốc độ đừng giật mình nhá. Cái này không phải bắn tốc độ mà bắn khoảng cách anh em nhá. Xem bên trong độc hàng khủng luôn này. Hai động cơ bước đều điều chỉnh luôn. Bình thường như những cái con khác này là cũng có auto lensing, là cái motor này dùng động cơ giảm tốc bình thường, động cơ DC bình thường. Con này chơi luôn động cơ bước. Hai cái luôn. Cái chân này thì bên hãng người ta gọi là cái chân standy. Nhưng mà cái chân này thì mình gọi nó là cái chân kickstand các bạn nhá. Nghe cái từ kickstand thì nó giống hơn là cái standy. Ok. Xem tháo là bên nào nhá. Tháo con này củ khoai phết đấy các bạn ạ. Cái ông hãng Bicoop làm ăn như thế này thì hơi khắm các bạn nhá. Mình tháo hết mấy con ốc ở dưới ra rồi mà vẫn không cạy được ấy. Thì ra là như thế này các bạn này. Đây này. Ốc ở trong này các bạn này.
Như này thì cậy vào niềm tin. Bảo sao mình cậy tuét hết cả đít ra rồi mà vẫn không ra được. Đấy. Nó lại tháo cái mặt này ra trước. Đây là mình làm chuột bạch cho anh em nhá, muốn mua về mà anh em muốn tháo ra ấy. Con này nó cực kỳ là khó tháo ấy, nhưng mà phải biết cách tháo nhá. Tháo đến đây rồi ấy là anh em muốn dỡ được cái mặt trên này ra thì anh em phải banh hai cái thằng này ra xong kéo nó lên đấy, anh em nhìn nó trượt lên chưa? Đấy. Tháo ra thì nó rất dễ nhưng mà nếu như mà không biết ấy thì nó lại là cái gì đó nó khó hơn cả lên rời anh em nhá. Ok, chỗ này thì mình sẽ tháo cái thằng nút nguồn này ra. Hơi quá em ơi, nói chung phải có một người đi tiên phong. Con Bi Cúp X2 này không phải X2 mà Bi Cúp Gen 2 này này là nó mới ra mắt có vài ngày thôi. Mới được 4 ngày. Vậy cho nên là mình là người đầu tiên tháo nó ra các bạn nhá. Ôi dồi ôi, tưởng ngon ăn nhá các bạn ơi. Nhưng mà không phải đâu. Đây này. Tháo hai con trên này ra cũng không cậy được cái nắp này ra đâu anh em nhá. Mà tháo hai con trên này ra ấy, rộng ra mà nớt cái củ này ra ngoài. Đây này anh em này. Đấy. Đấy. Làm cái kiểu này, thiết kế cái kiểu này cơ chứ. Đây. Ôi dồi ôi. Ui dồi ôi anh em ơi. Dã man. Ui dồi ôi, Bi Cúp làm cái kiểu này thì các hãng khác thì sống sao hả anh em. Đây nó tản nhiệt. Ôi vãi trưởng luôn anh em ơi. Nhìn này, quả CPU, quả main dã man chưa. Mình không thể tin nổi là 6 triệu hơn mà chất lượng nó lại như thế này luôn đấy anh em ạ. Quả tản nhiệt to tổ bố luôn anh em ạ. Chỗ này thế tứng cỏ là chứng tỏ là mấy cái tản nhiệt liền đấy anh em ơi. Đây này, mấy cái quạt liền, một quạt nhá. Đằng sau cái thằng tản nhiệt hai con quạt công suất nữa. Tí mình sẽ cho anh em xem, một con đây này. Với một con đâu nữa nhỉ? Một con chắc phải phòi có để thổi vào trong nữa. Và cái quả Bi Cúp này nó thiết kế đúng là Bi Cúp luôn. Cubea đấy. Cubea nghĩa là cái khối. Khối hình vuông đấy. Và các bạn nhìn này, từ trong ra ngoài nó cũng thiết kế cái kiểu Cubea luôn. Anh em này. Dã man của chất lượng. Ok, cái này tháo từng khối một thôi. Để mình cho anh em xem nhá. Quả này nó lại có một hai quả loa. Ha, mỗi quả là theo như công bố 10W, tí kiểm tra các bạn nhá. Và cái này này, nó có cái đầu ti này. To tổ chảng luôn. Đấy. Ok. Nhìn hãng người ta gia công tỉ mỉ từng tí một anh em này, nịt niếc rất cẩn thận, đường dây đi đẹp đẽ luôn. Chứng tỏ là họ sản xuất cái này là khá là có tâm đấy các bạn ạ. Đấy, giá thì rẻ mà chất lượng như thế này là khá là có tâm đấy. Giờ chắc phải tháo từng cụm một ra các bạn nhá. Còn riêng cái cụm này có lẽ là sẽ không động đến cái phần motor này. Bởi vì nó cái này nó liên quan đến cái tính toán. Và mình sáo mà một tí lắp vào mà sai khớp răng thì nó sẽ tính toán sai. Và nó lên lấy nét sai các bạn nhá. Đấy, cho nên là cái cụm này sẽ không động đến. Cái chân kickstand này có thể động đến được này. Đấy, có lẽ mình sẽ chỉ tháo cho các bạn xem cái khối tản nhiệt với lại cái khối loa của nó thôi. Còn là anh em tự nhìn ở đây là anh em có thể nhìn được là nó như thế nào rồi. Đấy. Thì hiện tại mình bên hãng Xiaomi là người ta gửi cho mình cái con Wanbo Mozart 1. Mozart 1 đấy các bạn. Thì mấy nữa mình sẽ cho các bạn xem chi tiết nó như thế nào nhá. Con đó cũng khá là mạnh đấy. À, nhưng mà nó không có cái chân kickstand như này đâu. Standy đấy. Mình gọi standy thì nó không quen. Mình quen gọi là kickstand nó quen rồi. Ông Bi Cúp ông ấy làm kiểu này chắc quá các bạn ạ. Đấy. Chắc là ông tính mua một lần dùng một đời. Thế cho nên làm quả này hơi chắc chắn. Tí thì mình sẽ cũng phải cột lại nó như vậy các bạn nhé. Đây này. Ok. Nó ra được cái phần tản nhiệt. Ô. Ô ô ô. Ôi dồi ôi, ra luôn cái đèn này anh em ơi. Ôi quả đèn to vãi trưởng luôn. To bằng cái móng tay của mình luôn, to hơn cả cái móng tay, to gần bằng ngón tay luôn. Mà cái đèn này nó không có dây anh em ơi, mà nó tiếp xúc với cái main bằng cái thằng này luôn anh em này. Đấy. À. Hơi bị lạ luôn nha. Đấy. Này nó lại còn tất cả tem mang cái thứ đều đầy đủ luôn anh em này. Và bên dưới này hai cái phần tản nhiệt của nó này. Ô. Ôi giời ơi. Cao su anh em ạ. Ui, vãi trưởng làm. Ôi dồi. Ông làm quả này thì cẩn thận quá này. Đấy. Rút ra nhá. Sao lại không ra ta? Đừng có đứt dây nhá. Một tí tìm cách rút sau, nó đứt phát thì thôi, ăn cám.
không biết là hãng có dán keo ở đây không, mình không thích keo. Đấy. Thôi đánh liều anh em nhá. Ôi hơi chắc thôi, đánh vào. Đấy hai cái quạt này anh em này, 12V. 0,12A. Như vậy tổng cộng thằng này là có ba cái quạt, và bên trong cái buồng của nó có hay không thì không biết. Quả khối tản nhiệt của nó ông làm như này là hơi ác tỉ củ đấy các bạn. Đây này, cũng phải thôi, cái thằng này nó lụ sáng nó lên đến 850 ampere. Nó tính ra nó phải bằng bao nhiêu ấy. Đó, tính ra thằng này thôi được rồi, tí kiểm tra công suất nhá. Thì là biết ngay độ sáng của nó có cao không, nhưng mà nhìn cái nhân led này là khá to này anh em này. Đấy nó to nên là cái thằng này tản nhiệt nó cũng phải lớn luôn. Đó anh em nhìn cái tản nhiệt to tổ chảng luôn. Đấy. Dạ màn chưa? Rồi. Anh em mà còn nhìn thấy ở đây có hai cảm biến nhiệt đây này. Con này lại không ngắt bằng dơ le nhiệt các bạn nhá. Bình thường những cái con khác nó ngắt bằng dơ le nhiệt, nó sẽ ốp vào đây. Còn chỗ này nó sẽ ngắt bằng cảm biến nhiệt luôn. Mà lại hai con nữa các bạn ạ. À. Vãi trưởng thật, đây một con này, đây một con ở trong lồng chiếu này, lồng chiếu cũng làm tản nhiệt luôn, nhôm nữa các bạn nhá. Và bên ngoài này, một con là vào tản nhiệt này. Vãi trưởng, ông Bí Quốc ông làm kiểu này, ông phá giá à? Mình không thể tin nổi. Mình đếch tin là con này là 6 triệu mà nó lại làm được như thế này luôn đấy anh em ạ. Đây này. Mà thôi không tháo ra nhá. Ở chỗ này lại có hai cái dây nhỏ nhỏ nữa này. Đây. Nó giống nhau, mình đánh dấu cái dây này nó ở lỗ bên dưới, còn cái dây này lỗ bên trên này. Nó đi vào bên trong. Và hiện tại là mình chưa thấy là nó đi vào cái con linh kiện nào bên ngoài hay là dây loa nhỉ. À không, dây loa thì nó đây rồi. Đấy. Ô thế vớ vẩn này, bên trong lại hai con quạt tản nhiệt nữa. Hai cái dây này nó là của hai dây quạt tản nhiệt nữa thì bỏ mẹ. Như vậy là con này có 5 quạt tản nhiệt thì bỏ mẹ luôn đấy anh em ạ. Ok. Nó đi vào bên trong cái lồng chiếu này này. Anh em ạ. Chỗ này nó là cái cáp dẫn lên cái phím nguồn. Đấy. Mà mình không biết là cái phím nguồn nó có cái chức năng nó huyền bí gì không, mà các bạn nhìn thấy có mỗi một cái phím nguồn không. Mà nó chơi hẳn cáp bằng này luôn, bằng cái cáp này là cáp 20 pin các bạn, 20 chân, mỗi một phím nguồn với một cái đèn báo. Không biết nó còn cái chức năng gì không. Đấy. Còn về đây này các bạn này, nhìn cái main nó mới khủng khiếp này em này. Cho anh em xem main nhá, main mình dỡ rồi. Bật chơi thì nhìn bình thường thôi. Nhưng mặt trên anh em này. Vãi trưởng luôn anh em này. Nhìn thấy sợ chưa? Đây là con chip MediaTek to đùng các bạn nhá. Chỗ này con CPU chính của nó là con MediaTek MT9629 các bạn nhá. Các bạn check giúp mình xem là nó có bao nhiêu nhân, bao nhiêu luồng các bạn nhá. Đấy. Và không nằm ngoài dự đoán cho anh em xem này, chỗ này nó có 5 con quạt thật. Hai cái rắc đầu tiên ở trên cùng đấy các bạn ạ, nó là hai rắc quạt bên trong, nó là in fan các bạn này. Đấy, và hai cái rắc ngoài nó là out fan này các bạn này. Đấy. Trên này là bốn con với một cái con ở đây nữa, một con ở bên cái con dẹt dẹt đấy. Nó ghi ở bên này đấy các bạn này. Có 5 con đấy các bạn nhá. Một con và nó dẹt dẹt đấy các bạn. Là tổng cộng là có 5 cái quạt. Đấy, một cái máy chiếu có 5 cái quạt. Chỗ này nó khối nguồn nhá. Anh em nhìn cái này mình chẳng phân tích quá sâu. Con này thì nó chạy hệ điều hành Android 9, nó sẽ lưu ở trong cái con ổ cứng này các bạn này. Đấy, và cái con chip MediaTek này khả năng nó sẽ là bao gồm con RAM luôn, nó RAM và CPU nó đóng chồng lên nhau ấy, nó giống như điện thoại các bạn. Chỗ này chỉ là con ổ cứng thôi, thế nên nó nhìn nó dày như thế này đấy các bạn này. Đó. Ok. Còn chạy Android 9, Android TV nó rất là dễ sử dụng các bạn nhá. Còn bên này dã man đấy các bạn. Đấy. Còn về cái phần bên này thì chắc là mình sẽ lắp vợi nó vào, xong mình tháo cụm loa ra các bạn nhá. Để cho anh em xem. Cái khối loa này nó sẽ có hai loa các bạn nhá. Và cái hành trình loa của nó khá là sâu luôn. Thì mình nghĩ là nó sẽ cho ra cái chất âm nó ok. Đấy. Ok. Thì mình sẽ tháo thử ra một củ loa. Và cái loa này có hai màng cộng hưởng nhá, một màng nó bên trong này các bạn này, và một màng bên ngoài. Thì nó hỗ trợ cái âm trầm thôi. Thì chả biết là cái này nó có công nghệ loa của thằng nọ thằng kia không, ví dụ Dolby Vision hay là như thế nào không thì mình không biết. Đấy, à loa từ neo anh em ơi. Loa từ neo, nhưng tuy nhiên cái dây nó hơi chật. Loa từ neo.
Và cái côn của nó dây hơi chật thì mình không biết thông số nó nhìn đâu. Nhưng khả năng cái loa này loa 10W thật các bạn ạ. Hai cái là 20W. Cái côn của nó có dây khá là to luôn anh em ạ. Thế này bắt đầu là thấy choáng đấy các bạn ạ. Mình được cái mệnh danh là ông thần tháo lắp mà nhìn thế này vẫn còn thấy choáng các bạn ạ. Cái chỗ dưới này nó chân kickstand, nó sẽ được điều khiển riêng các bạn ạ, bởi một con IC ở dưới này. Thấy chưa? Thì cái chân này thì nó sẽ dùng động cơ bước các bạn, hai con động cơ bước. Dã man thật. Bên này chơi động cơ bước thì kinh rồi. Động cơ step ấy. Ok. Ôi có lẽ để mình sẽ lắp vào các bạn nhá. Chứ tháo ra này đến lúc thì không lắp vào thì phí lắm. 6 triệu bà cái y. Chứ ít đâu. Tiền không phải là đa anh em ạ. Đấy. Cái ống kính này thì khá là lớn đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào. Và mình sẽ test cho anh em xem cái chất lượng hình ảnh của nó như thế nào nhá. Ok anh em chờ chút. Đây này. Cái vỏ của nó bảo sao là không tháo được. Anh em nhìn ở bên trong nó dùng ốc bên trong cơ. Đấy, không phải ốc bên ngoài. Ok, đúng theo cái tên các bạn ạ. Lắp vào cái là nó lại thành một khối. Đấy, ok. Bi cúp mà. Cúp nó là cái hình khối đấy. Lắp vào xong nó lại thành cái hình khối luôn. Đấy, ngon lành. Cái khối này giờ lại xỏ vào cái vỏ cái là xong. Ok chưa? Đây là cái khung cảnh nhà mình đấy các bạn này. Đấy. Còn bây giờ thì tối hết rồi, hôm nay nó còn mưa nữa. Và bên trong thì mình đang để cái máy chiếu, trong đây nó là cái phòng làm việc của mình đấy. Và các bạn biết không, cái thứ mà mình bất ngờ là cái độ sáng của con này ấy, phải thực sự là từ trước đến giờ chưa bao giờ các bạn ạ, chưa bao giờ mình trải nghiệm cái máy chiếu nào mà cái độ sáng nó lại cao như này. Anh em nhìn dã man chưa? Đấy. Ôi lại gần cho anh xem, à cái con camera này zoom được cơ mà. Đấy anh em nhìn này, nhìn như này nó có khác gì TV không? Không hề khác gì TV luôn anh em ạ. Đấy. Mà đây nó là từ cái con máy chiếu nhá, đi vào cho anh em xem nhá. Đây là mình đang soi qua cái cửa sổ của nó thôi. Bố mình đang đứng xem đây. Đấy. Anh em kia cái bóng điện LED là 55W nha các bạn nhá. Đây, sáng chưa? Anh em nhìn cái bóng nó hất ra tường này. Đây là cái thông số 850 ampere lumen nó là như thế này đây anh em này. Đó. Rất là chói nha anh em nhá. Đấy. Về cái độ sáng của nó thì con này miễn bàn đấy, mình đang tắt loa đấy anh em này, nhìn độ sáng này dã man thật. Và cái màn hình nó là độ phân giải vật lý 1080p, nó full HD ấy, nên là con này nó xem nó phê lắm, nó nét lắm anh em này. Đây là mình còn đang chiếu vào tường anh em nhá, chiếu vào tường này còn chưa chát chưa sơn gì cơ, mà đây mà chiếu vào cái nền trắng thì thôi còn vỡ mặt nữa các bạn ạ. Đấy là về cái độ sáng anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem qua các cái tính năng của nó. Tính năng của con này nó mới bá đạo cơ. Đó. Nếu như mà mình cứ nói lan man mãi thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Ok. Thế cái tính năng của nó thì mình sẽ cho các bạn xem này. Đây mình sẽ cho các bạn xem nhá. Con này ấy, cái tính năng này mình cũng không biết là cái gọi là cái gì. Mình chỉ thấy là trong phần cài đặt nó gọi là cân bằng hình ảnh thôi. Thì mình tạm gọi là cân bằng động anh em nhá. Nhìn đây này. Ngoài từ cái tính năng là tự động focus để lấy nét theo khoảng cách ấy, nó còn như thế này cơ anh em. Mình nghiêng máy nhá, tự động cân bằng luôn anh em này. Thấy chưa? Nghiêng đi bao nhiêu nó cũng tự động nó cân bằng về luôn em này. Đấy, dã man chưa? Tự cân bằng so với đường chân trời luôn anh em này. Nghiêng sang bên này cũng thế này. Đấy, tự lấy nét luôn, dã man chưa? Thì mình để đứng thì nó tự nó động nó về luôn. Để mình khóa cái tripod này nhá. Và ấy, tự lấy nét nó còn thế này này anh em này. Ví dụ như mà mình quay chéo cái này đi ấy, thì anh em sẽ thấy cái màn hình nó bị méo đúng không? Tự nó lấy cân về luôn. Anh em thấy dã man chưa? Đây nó là quảng cáo, không biết cái điều khiển vứt đâu rồi. Đây. Tự nó lấy cân bằng về luôn. Mà mình không cần phải can thiệp vào điều khiển nhá. Còn điều khiển mình đang vứt ở đây các bạn nhá. Vứt ở bàn thế này. Đấy. Hay là mình ngửa lên trên cũng thế. Hay là chui xuống dưới, nhưng mà cái ngửa lên trên thì nó sẽ mất cái góc video. Đấy, anh em thấy tự nó cân bằng luôn. Dã man thật, còn là đẳng cấp. Phải nói là từ trước giờ trên máy chiếu mình chưa, nói chung mình còn chưa nghĩ đến những cái trường hợp như thế này cơ. Đấy, chứ đừng nói là chưa nhìn thấy, chưa sờ thấy các bạn nhá. Giờ được tận mắt chứng kiến này. Còn con này bây giờ cái lấy nét theo khoảng cách thì nó lại bình thường rồi anh em nhá. Đấy. Đấy là cái tính năng gọi mình tạm gọi nó là cân bằng động. Anh em nhìn này. Đây mình sẽ khóa nó ở cái tư thế này nhá, thì tự động nó sẽ cân bằng về cái đường gọi cái đường này nó là cái đường chân trời.
đường ngang. Đấy, nó có một cảm biến ở đấy. Ok. Nó còn một cái tính năng rất là bá đạo nữa là bây giờ các bạn nhìn ở chỗ này nó có một cái tủ quần áo này. Đấy. Nhưng mà mình muốn nó chiếu vào cái góc này cơ. Thì cho anh em xem nhá. Đây này. Tự động hình ảnh nó né sang cái chỗ có thể chiếu được anh em. Bây giờ nó đang chiếu cái tủ không? Tí nó né sang bên kia này. Em nhìn. Đấy, em thấy chưa? Xá man, không hiểu con này nó nghĩ kiểu gì. Mở cái tính năng standy. Cả bên hãng người ta gọi là standy cho anh em xem nhá. Thì hãng người ta gọi là standy nhưng mình gọi là kickstand. Tức là cái tự động nó nâng cái máy chiếu lên đấy. Thì các anh em vào cái cài đặt này xong là vào cái mục cái hay là chiều cao này. Các anh em tăng lên. Tăng bao nhiêu thì cái máy nó nâng lên bấy nhiêu, anh em nhìn lên nó ngửa máy lên chưa? Xem nó cao được bao nhiêu. Và lên bao nhiêu cái màn hình nó tự động nó nắn lại màn hình luôn anh em nhá. Đấy cái máy của mình, cái máy quay của mình ấy, cái trời tối nó lấy nét rất kém luôn. Đấy. Cái máy quay của mình trời tối nó lấy nét kém lắm. Vậy cho nên là có thể là đôi khi nó lấy nét lung tung. Nâng quay lên bao nhiêu nó nắn lại cái màn hình bấy nhiêu còn luôn anh em nhá. Dã man thật. Cái con này nó hỗ trợ chuột bay. Anh em ơi. Ở trên điều khiển nó tối quá anh em ạ. Nó có một cái nút chuột bay. Đấy, bấm vào thì nó sẽ chuyển sang chế độ là chuột bay để cho anh đấy, anh em nhìn thấy con chuột nó chạy trên màn hình chưa? Đó. Cái này thì nó sẽ kiểu chúng ta điều chỉnh cái gì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cái dễ nhất ấy nó là cái tìm kiếm video ở trên YouTube. Đây anh em ạ. Cái này nó giống như TV rồi. Ví dụ như tìm anh này. Đấy. Anh xem nào. Thợ này mình không quen cái layout của cái TV. Đấy, rất nhanh luôn anh em ơi. Ok, video vừa mới đăng xong này. Giờ đâu nhỉ? Review đâu nhỉ? Đây, 42 phút trước 1700 lượt xem này anh em này. Đó. Ok. Và cái nói chung là cái tính năng của nó thì nhiều lắm, còn cái trải nghiệm cái loa của nó nhá. Loa con này to vô đối luôn mà nó hay. Đấy. Cộng đồng mạng đấy anh em. Thôi. Cái loa thì thôi, về cái loa thì thôi nhá, để một clip chuyên biệt khác, chứ còn làm này test nó nhiều tốn thời gian quá. Đó. Ok. Chất lượng thì con này đang ở của mình, video gốc của mình tất lượng 1080 60 fps thôi. Trên này cũng không xem hơn được. Đó. Con này xem được đến 4K anh em nhé. Quá ngon luôn. Test thế thôi anh em nhé. Chứ video đến đây nó dài quá. Rồi thì anh em có thể là mua con này ấy. Bây giờ cái con này mới ra mắt là giá đang rất là tốt. Anh em đánh giá rất cao về cái giá con này. Nhiều tính năng ngon. Chất lượng phần cứng ngon. Và nhiều tính năng nó ok. Mà giá nó rẻ. Con này giá chỉ có 6 triệu 6 mấy các bạn nhé. Cứ gọi 6 triệu 7 đi. Đấy. Phân khúc con này bá chủ thế giới không. Ok. Đấy thì liên kết mua mình sẽ để trong phần mô tả. Mua trên website nó sẽ ok hơn nhá. Thì anh em mua thì có thể là vào đó để mua. Rồi chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo nhá. Ok. Mở phim hoạt hình Doraemon. Đang mở phim hoạt hình Doraemon.